Cô Hậu xin chào tất cả các em. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải toán của anhydride trắng bạc ha. Rồi, bây giờ cô chỉ xét cái phần mà toán anhydride no đơn chức thôi. Thì đầu tiên vô cô có một cái chú ý nhỏ như thế này. Là đối với bài toán này khi nào thì mình chia hai trường hợp và khi nào mình không có chia trường hợp ha. Thì nếu như đề bài cho là anhydride, ví dụ anhydride A gì đó ha, là đồng đẳng của anhydride formic thì các em không chia trường hợp. Vì sao? Nếu mà đã là đồng đẳng của anhydride formic thì tối thiểu là nó phải là 2C, 2C trở lên. Mà 2C trở lên thì các em không có cần chia ra hai trường hợp. Tại vì từ 2C trở lên mà anhydride đơn chức thì luôn luôn là ra trắng bạc thì ra hai bạc, được chưa? Còn nếu mà chỉ nói đơn thuần là anhydride no đơn thì các em phải chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất em xét sẽ là anhydride formic. Vì anhydride formic khi tác dụng với lại dung dịch bạc nitrat NH3 và trong các đề thường thường là cho chữ dư. Cho chữ dư thì nếu như anhydride formic thì sẽ ra 4 bạc, được chưa các em? Rồi, bây giờ cô sẽ vào một cái ví dụ cụ thể. Đây, ví dụ của cô. Cho 6,96 gram một anhydride no đơn chức mạch hở X tác dụng với dung dịch bạc nitrat và cô ghi bút màu đỏ là cho nó dư luôn ha. Thì thu được từng đó gam kim loại bạc. Hãy tìm tên của anhydride này. Thì bây giờ trước hết thì chúng ta phải biết rằng đây là chỉ cho là anhydride no đơn chức nên cô sẽ xét trường hợp 1, cô xét X là anhydride formic ha. Trường hợp 1. X là anhydride formic. HCHO. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết cái phương trình của anhydride formic. Rồi, mình có là HCHO cộng cho bạc nitrat NH3 cộng với lại nước. Các em nhớ đun nóng ha, đun nóng nhẹ thì ra muối amoni carbonat cộng với lại NH4NO3 và cộng, các em lưu ý là 4Ag. Được chưa? 4Ag. 4 4 6, ở đây là 2. Rồi, như vậy thì nếu như là anhydride formic thì số mol anhydride formic em nhân lên cho 4 thì bằng số mol bạc. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử coi là có đúng hay không. Nếu đúng thì đây chính là anhydride formic, còn nếu không đúng thì trường hợp mình sẽ loại. Rồi, bây giờ cô sẽ có số mol của anhydride formic lúc này là 6,96 chia cho 30. Đây là 29 với 1 là 30. Rồi, còn số mol của bạc cô sẽ có là 25,92. Cô chia cho 108 thì bằng 0,24. 0,24 mol. Rồi bây giờ em lấy 0,24 mol, em nhân 1, em chia 4 thì ra là 0,06. Bây giờ chúng ta bấm cái chỗ này thử coi nó có ra 0,06 không nha. Cô bấm lại chỗ này, 25,92 chia 108 bằng 0,24 nhân 1 chia 4 thì ra 0,06. Rồi cô bấm lại thử là 6,96 cô chia cho 30 thì nó ra là 0,232. Như vậy là nó sẽ khác 0,06, cho nên vô lý, nên chúng ta sẽ loại trường hợp 1. Có nghĩa là anhydride X của chúng ta không phải là anhydride formic. Bây giờ chúng ta sẽ qua trường hợp 2. Thì trường hợp 2 cô sẽ xét X có công thức là, cô sẽ xét là CnH2n cộng 1 CHO và với điều kiện là n lớn hơn hoặc là bằng. Thì ở đây trường hợp của cô là n lớn bằng 1. N lớn bằng 1 có nghĩa là nguyên cái anhydride của chúng ta sẽ là tối thiểu là 2C trở lên ha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình nè. CnH2n cộng 1 CHO, chúng ta viết bình thường thôi nha các em. Cộng bạc nitrat NH3 nước. Rồi ra muối nè. CnH2n cộng 1 COONH4. Rồi muối làm cô viết không đủ chỗ viết ở trên đây ha, NH4NO3 và đặc biệt cộng với 2AG. Rồi, cân bằng 2AG 2 này. Rồi 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có điều gì nè? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về số mol nha các em. Đầu tiên là chúng ta sẽ có số mol bạc. Hôm nay chúng ta tính là 0,24. Được chưa? Rồi, số mol ở bên đây. Bây giờ mình cũng tính ra luôn. 0,24 thì đây sẽ là 0,12 mol. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ tính ra được cái anđehit này rất dễ dàng. Chúng ta sẽ lấy m lớn của x sẽ bằng m nhỏ. M nhỏ là 6,96, mình chia cho 0,12 thì bằng 58. 58 này sẽ bằng m lớn của anđehit, tức là bằng 14n cộng 30. Vậy mình tính ra được là n bằng 2. N bằng 2 thì có công thức là C2H5CHO. Là như vậy là chúng ta đã ra được kết quả của bài toán. Và trả lời câu hỏi là hãy tìm tên của X. Vậy tên của X sẽ là anđehit propionic, hay còn gọi là propanan ha. Đó, bây giờ tên nào cũng được. Như vậy là cô đã hướng dẫn cho các em xong cái dạng toán tìm công thức của anđehit thông qua phản ứng trắng bạc ha. Rồi các em lưu ý là khi nào chúng ta chia hai trường hợp và lúc nào chúng ta không chia hai trường hợp ha. Rồi nếu các em thích thì các em hãy like và share clip này cho các bạn cùng học. Cô Hậu xin chào tất cả các em.